Mời quý vị và các bạn hãy cùng Bảo An gặp gỡ 3 trong số các bạn nhỏ đã có những thành tích rất là cao. Đầu tiên đó là chàng trai sinh năm 2005 đang đứng cạnh Bảo An đây. Bạn là Quang Minh, một đại biểu đến từ Hà Nội. Và khi mà nhắc đến những thành tích mà Quang Minh đạt được thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ rất là bất ngờ. Khi từ năm 2016 cho đến nay thì bạn đã đạt rất là nhiều những huy chương, đặc biệt là huy chương vàng của thi toán học quốc tế tại Bulgaria vào năm 2019, cũng như là 5 huy chương vàng của thi cúp các học giả quốc tế vào năm 2019. Và Minh ơi, em có thể chia sẻ là cảm xúc của mình khi tham gia những đấu trường quốc tế, đặc biệt về lĩnh vực là toán học mà em yêu thích? Dạ, lần đầu tiên khi mà em đi ra đấu trường quốc tế là hồi đó lúc em học lớp 4 và em đi thi toán ở Singapore. Và khi mà lần đầu được tiếp xúc với một nền văn hóa mới thì em cũng khá là bỡ ngỡ. Nhưng mà cộng thêm vào đó là một số tâm trạng kiểu phấn khích khi mà được tiếp xúc với nền văn hóa mới. Và em hồi đó còn bé nên là em đã tiến tới cuộc thi với một tâm thế vô cùng là vô tư. Và ở kỳ thi quốc tế đầu tiên trong đời của em thì em đã giành được huy chương đồng. Và tấm huy chương đồng đó là một tiền đề để em tiếp tục cọ sát, trau dồi kinh nghiệm cho bản thân. Và cùng với niềm đam mê toán học của mình thì bây giờ em đã chinh phục được rất nhiều cuộc thi toán học ở quy mô và yêu cầu lớn hơn. Và cho đến nay thì em đã dự thi khoảng tầm 15 đến 20 cuộc thi toán quốc tế ạ. Và một tràng vỗ tay dành cho chàng trai này. Có lẽ là tham gia các kỳ thi toán học quốc tế ngay từ nhỏ nên là bản lĩnh của Quang Minh để tham gia thi đấu rất là vững vàng. Và xin tiết lộ thêm, đó là trong năm 2019 khi mà giành được rất là nhiều giải thưởng thì cái thời gian hình như rất là ngắn. Bạn có thể tiết lộ thêm được không, Quang Minh? Thì khi đó là em, đầu tiên là em dự thi cuộc thi toán ở châu Âu, xong rồi sau đó một tuần thì em tiếp tục dự thi một cuộc thi khác về kiến thức xã hội ở Barcelona, Tây Ban Nha. Và khi mà em ôn luyện cho hai cuộc thi đó cùng một lúc thì cũng khá là căng thẳng ạ. Và như vậy là chỉ trong vòng một tuần thôi là Quang Minh đã gặt được 6 huy chương vàng ở hai kỳ thi, đúng không nào? Một lần nữa xin chúc bạn sẽ thêm những tâm lý vững vàng và gặt thêm nhiều những vinh quang về cho đất nước. Và hãy cùng, vâng, xin cảm ơn quý vị. Vậy cùng Bảo An tiếp tục trò chuyện với một đại biểu đến từ thành phố Hồ Chí Minh, bạn Hoàng Thị Yến. Và để mình sẽ giới thiệu những cái thành tích mà Yến đã đạt được nhé. Làm thủ lĩnh trong các hoạt động của đội, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi, hát hay, vẽ đẹp, kỹ năng tốt. Và đặc biệt là bạn Yến của chúng ta đã đạt được rất là nhiều những thành tích trong các giải thi đấu nghệ thuật quốc tế. Và khi mà nghe tên mình được sướng lên là Việt Nam đã đoạt giải cao nhất thì lúc đó cảm xúc của bạn như thế nào? Dạ, đầu tiên là em cảm thấy rất là vui khi mà sau những nỗ lực cố gắng của bản thân gặt được một thành quả như vậy. Và bên cạnh đó là em rất cảm ơn đến những thầy cô giáo đã luôn chắp cánh ước mơ âm nhạc trong em. Và bên cạnh đó là điều đặc biệt nhất, em cảm thấy vô cùng tự hào khi mà tên của em cũng như hai tiếng Việt Nam được xướng tên trong các kỳ thi quốc tế. Và em cảm thấy như bản thân đã đóng góp một phần nhỏ để đưa hình ảnh của Việt Nam cũng như thiếu nhi Việt Nam đến với các bạn quốc tế như vậy. Và làm em nhớ đến câu của bác: tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Và đó sẽ là động lực thật lớn để em cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai ạ. Cảm ơn Yến. Chính lòng tự hào dân tộc đã giúp em có thêm những động lực để có thể tham gia và để có thể định danh Việt Nam trên trường quốc tế, đúng không nào? Và hãy cùng Bảo An gặp gỡ với một đại biểu đến từ Đà Nẵng. Xin chào Hồng Minh. Chào chú ạ. Đến từ nơi xa thì cảm xúc của bạn khi tham gia vào Đại hội Chống Hàn Bắc Hồ Toàn Quốc năm nay như thế nào? Năm nay thì cũng là cơ hội đầu tiên và con được đến với Đại hội Chống Hàn Bắc Hồ lần thứ 9 năm 2020. Và thực sự thì khi đến đây thì mọi cảm xúc đều dâng trào. Con cảm thấy thật hạnh phúc, thật vinh dự khi được những khi công sức của con được các cô chú lãnh đạo, các anh chị phụ trách và toàn thể các bạn được ghi nhận
và được tuyên dương tại Đại hội Chống Lăng Bác Hồ năm nay ạ. Vâng ạ, giới thiệu thêm với quý vị và các bạn, Hồng Minh của chúng ta thì đã đạt được thành tích cao trong học tập, và đặc biệt là bạn là cô gái đã đạt được giải nhì của thi Roboton cấp quốc gia 2016. Và Hồng Minh có thể chia sẻ với các bác, các cô chú và các bạn về mục tiêu phấn đấu trong những năm tiếp theo của mình được không? Mặc dù là con đã được trải nghiệm trên đấu trường quốc tế, nhưng mà vẫn chưa mang về cho mình những thành tích nào. Nhưng mà khi xem trên sách báo, TV, đặc biệt là tại Đại hội Chống Lăng Bác Hồ chúng ta ngày hôm nay, thì đứng bên cạnh con là hai gương mặt tiêu biểu, anh Minh và bạn Yến, một trong hai gương mặt đã đạt rất nhiều thành tích lớn. Và đây cũng là động lực để con phấn đấu nhiều hơn và đạt được nguyện vọng của mình và mang nhiều thành tích về cho quê hương. Thì con cũng có một ước mơ nho nhỏ là sau này lớn lên con sẽ được làm bác sĩ, được chữa bệnh cho tất cả mọi người. Và bằng thực lực của con sẽ học tập, rèn luyện theo lời dạy của Bác Hồ để mang ngành y tế của nước nhà sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Và trong lòng con nguyện đời đời ghi nhớ công ơn của Hồ Chủ tịch và thầm hứa sẽ thực hiện đúng 5 điều Bác Hồ dạy để xứng đáng là một con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Cảm ơn Hồng Minh. Vâng, và một lần nữa xin được chúc mừng các bạn và hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục phấn đấu để xứng danh với danh hiệu là cháu ngoan Bác Hồ. Thưa quý vị và các em, với những ước mơ, những hoài bão, khát khao chinh phục đỉnh cao tri thức, làm chủ khoa học công nghệ cùng với những thành tích rất đáng tự hào của các đại biểu Chống Lăng Bác Hồ năm nay, thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào một thế hệ thiếu nhi tiếp bước cha anh xây dựng đất nước phát triển để vươn xa trí tuệ Việt Nam.